rồi, tớ thắng rồi. Cậu đợi đấy, tớ về thay áo rồi xuống là đến lượt tớ làm tiền đạo đấy. Ai da, quả bóng kìa, mi chạy đằng trời. Em ơi, em có nhìn thấy chú cún này chạy quanh đây không? Ờ, có, em thấy. Em thấy nó thật á. Em thấy chị này nè, còn con chó thì em không thấy. Đó là chú chó cưng của chị, mất nó thì chị buồn chết mất. Em có thể đi tìm giúp chị được không? Ở tình huống này, bạn nghĩ Chan nên chọn phương án nào nhỉ? Phương án 1, đi theo ngay lập tức, vì chị ấy đang cần giúp đỡ mà. Phương án 2, không nên đi theo người lạ. Được, đã có em. Cảm ơn em trai đáng yêu. Giúp chị xong, lát chị sẽ mua bim bim cho. Em không ăn mấy cái đồ trẻ con đó đâu. Cái này đúng nè, các bạn nhớ làm như Chan nha, không nhận quà của người lạ. Ờ, không thích à? Vậy ha, vậy chị sẽ mua tặng em một chiếc xe đồ chơi loại xịn nhất nha. Wow. Cái này thì còn nghe được nè, nhưng mà để em xem đã nha. Ờ, hình như con chó của chị vừa chạy đằng kia kìa. Vậy là bạn Chan đã chọn phương án số 1, giúp đỡ chị người lạ tìm con chó bị lạc. Bạn có chọn như Chan không? Hay, hồi hộp ghê. Con chó hừ đốn nào ị bậy ở đây vậy trời. Ờ, hay con chó của chị nó đến đây ị nè. Làm gì có con chó nào ở đây hả nhóc? Theo tao. Hả? Ờ, chị là người xấu. Ôi, nguy hiểm quá đi. Chị ta là người xấu, muốn bắt cóc trẻ em. Chàng phải tìm cách thoát thân thôi. Chan phải chạy chứ đâu phải mình đâu. Trong tình thế nguy cấp này, theo các bạn, Chan nên làm gì? Phương án 1, khóc lóc. Phương án 2, hét lên thật to để người lớn tới giúp. Phương án 3, cắn, đá, cào cấu vào kẻ bắt cóc rồi dùng mạnh và bỏ chạy. Phương án 1, khóc thật to. Thôi nào, chị báo về nhà học, chứ có gì đâu mà khóc lóc nào. Ôi, chị ta đúng là nguy hiểm, còn giả vờ như là người nhà của Chan, khiến người lớn đi đường tưởng thật kìa. Làm thế nào bây giờ? Ôi, phương án 1 không ổn rồi. Phương án 2, hét thật to. Ôi, đau, ôi da. Mày đâu rồi? Báo đợi ngay ở gốc cây số 4, ngõ sầu riêng, đường Măng Cục cơ mà. Hả? Cái gì? Xịt lớp hả? Đuổi xe đi đồ ngốc, chúng mày làm ăn thế à? Đồ bắt cóc, bắt cóc, cô chào dời. Khốn hồn mày ngậm miệng lại nghe không? Cô kia, thả thằng bé ra. May quá, phương án 2 đúng rồi. Chúng mình phải hét thật to lên để báo động cho những người lớn biết ta đang gặp nguy hiểm. Tiếng hét còn là động lực để ta dùng dãy mạnh hơn và thoát khỏi tay của kẻ bắt cóc đó. Phương án 3, cắn, đá, cào cấu vào kẻ bắt cóc rồi bỏ chạy. Trời, thằng quắc con kia. Bắt cóc, cô chào dời, bắt cóc. Bắt cóc, cứu. Bắt cóc, cứu. Bạn cháu bị bắt cóc. Vậy là phương án số 3 cũng là phương án đúng nha. Nếu bạn cảm thấy mình có thể thì hãy cắn, đá, cào cấu vào kẻ bắt cóc rồi dùng mạnh và bỏ chạy giống như Chan vậy. Sau tình huống đã gặp phải, Chan đã rất nhớ những quy tắc để bảo vệ mình tránh khỏi nguy cơ bị bắt cóc.
Thứ nhất, ghi nhớ quy tắc 4 không: không nói chuyện, giữ khoảng cách với người lạ, không nhận quà hay bất kỳ đồ vật gì từ người lạ, không cho người lạ vào nhà, không đi theo người lạ. Cái này thì tớ sai rồi, nên tớ rất là nhớ nè. Nhưng mà nếu lúc đó tớ chọn không đi theo người lạ thì nên nói thế nào nhỉ? Nhỡ đâu người ta cần giúp đỡ thiệt thì sao? Các cậu có thể giới thiệu đến sự giúp đỡ của người lớn gần đó. Như vậy, vừa giúp đỡ được họ mà vừa đảm bảo an toàn cho bản thân mình. Bố mẹ em đến đón rồi, chị có thể nhờ bác bảo vệ ở đằng kia giúp chị tìm cúng con nha. Điều thứ hai các bạn cần ghi nhớ là hét lên thật to để người lớn tới giúp. Đồ bắt cóc, bắt cóc, cứu cháu với. Thứ ba là khi có cơ hội có thể cắn, đá, cào cấu vào kẻ bắt cóc rồi dùng mạnh và bỏ chạy. Trời, thằng quắc con kia. Bắt cóc, cứu cháu với, bắt cóc. Thứ tư là ghi nhớ số điện thoại của bố mẹ và địa chỉ nhà mình. Số điện thoại bố mẹ bạn là bao nhiêu vậy? Số của mình là... À mà thôi, tớ nhớ rồi, nhưng mà tớ không nói đâu. Chào các bạn nha.